em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Tức Đó. là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm, không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ, em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Mẹ thấy con 40 tuổi rồi, sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng, à mày không bị vô sinh. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Tái ngộ, tái ngộ. Dạ lại tái ngộ nữa Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai hài hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cha cha cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Ai đó? Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có đâu quý vị. Mới đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Lương Đức may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Trời, vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thiệt á, quá là xinh xắn vậy đó à. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ý sinh năm 82, còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con, à, em là chó già. Ê cái cặp này bắt trend kịp ghê. Bắt trend sao chị? Bắt trend ra nè, bắt trend ra nè, dạ, nghe cái nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ý hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn cái mặc. Nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên giống là như một người anh, một người cha vậy một đó. Người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là sugar daddy, còn em trời là sugar baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar daddy, sugar baby. Daddy. Dạ không, mặc dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là sugar baby. Ồ, dạ vậy cuối cùng là ai là sugar lớn? Sugar mommy. trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là sugar baby của sugar mommy. Như vậy thì là em gạn lọc khơi trong, em tìm được cái mommy sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ em tìm được cổ trong chùa. Em trong biết chùa. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng là nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là kháu khỉnh dễ thương, và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai cũng vậy. Cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sụa luôn. Cười. Khi em đi chùa làm cái khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam không mấy cấp gì cả mà cổ quét dọn lau chùi này kia để phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ồ vậy đó. Và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn, và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ứng giật đó.
Là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng, anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa. Em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy. Và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm. Mà lại, bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng mà thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ luôn lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy, em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là... Nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ và Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới, lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường, ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau liều nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ là em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng. Thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về đó. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa. Cô mới bảo là thôi mày, giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm. Mà nhà của bạn ấy khoảng 20m2 mà có ba mẹ con ở. Không có tiền, thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình. Bán được 200.000. Rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui ở cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội, thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó núp cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không còn cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền. Thì em để cái điện thoại trên bàn thì là trộm nó cướp mất luôn. Rồi em không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng trả... tâm thân này để trả. Thôi cứ ghi lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. Đăng ký kết hôn dạ vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus đúng ra là trong năm nay. Dạ thì là, nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi em bé thì sao, em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy với em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt, nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện là ăn không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng, em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á đang chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Những cái show cũng sau đó cũng cả năm đã trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi,
em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Hay là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao, khi mà Luân dạ. Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em đều phá lên cười, chúc mừng. Thế là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi, sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng, mày không bị vô sinh. Mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á. Tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo. Làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa một... là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ, đúng kiểu rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài hài mà nó vui. Vui chứ, vui mà với em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ. Công việc xong về ngủ, Lan đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, ai trước nấy khi ở... có baby á, là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi. Và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em... Bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi, thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người... là lên đây để mà kể tội nhau nè. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ đâu? Vạch mặt đó. Mặt đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh. Anh luôn á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng. Mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh mấy tiếng đồng hồ. Em bảo là anh ơi xong chưa cho em vệ sinh đi vệ sinh với. Mà anh ấy đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em... Đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. À bữa nay mới biết được nha. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũ cứ dành cái phòng tắm dưới với em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài Mắt Na Cha 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 là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Phải ra ngoài. Rồi tiếp tục. Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên bây giờ tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi. Alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả? Anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Là anh rất là hay quên. Thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa như sáng mình ăn chưa ta? Không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Luân? Dạ phải lưu vào điện thoại. Thì cũng muốn mua cái gì đó hẹn giờ phải liền. Lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Tôi cũng vậy nè. Nhưng mà khổ. Thuận quỷ luôn hả? Luân. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha. Xong ghi hết. Nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi.
Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá, tại vì nặng quá rồi còn đau nhức tùm lum, thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn làm quá một người gì? Nghệ sĩ, lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ đó con. Đó là phần mong muốn, đúng không? Mong muốn luôn. Dạ. Em mong muốn thay đổi luôn đi. Mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh. Anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá, em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ, em nằm mơ luôn. Em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có một cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về. Xong rồi anh sẽ nói là ba đây, ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về, xong một lúc sau, 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời ơi, em mừng quá, em mở mắt ra, em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Trời, thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp, đó là luôn luôn lấy tiền quen. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em nó mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cổ, và hàng ngày cổ mới ra mới vô và cổ đếm luyện tập để ngoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện món tay rồi. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy còn lại nguyên. Rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, khổ ghê á. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắc nai cha này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng. Nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ không? Con không? Ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên. Rồi vậy là giống biến ngô y chang luôn. Hay đó. Là đứng trên cao lao. Biến ngô nó có 12 tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm. Mình nhìn thấy là thôi, lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó. Không, đúng là tâm lý của người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà ở đây mất tiêu rồi. Đâu rồi. Cô này là thuộc môn thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia. Còn đối em nó nít mẹ em ơi. Em thì không, mình phải vì an toàn uống trà đánh cờ nho nhã. Cha, một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không, và có bao giờ bị dính lừa không? Đó, ai lừa. Ai bạn này, cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn đúng thay đổi rồi, gì? Em mong muốn cô thay đổi gì nè? Em mong muốn là cô sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cô có một cái cuộc sống nó đầy đủ, do vậy mình phải làm việc. Và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sao chưa về nữa, thế nào để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống, cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn. Nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em. Nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia. Thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi xuống khổ quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô thấy chưa?
cả cộng đồng xã hội nhìn tôi với một thằng đi làm hoài không về với vợ con, trời ơi tôi khổ quá. Thật ra không phải là đi làm suốt mà là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy, nghĩa là chồng là gì, là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để bữa này không hiểu. Như mưa. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi xuống không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy, nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, con yêu mình nữa. À, riêng cô bé kia là cô yêu em. Đó. Cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Lưng, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Khi mình quen người yêu thì cũng sẽ có cái vã, rồi mình cũng sẽ có những lúc buồn, mình giận dỗi. Thì mình sẽ tâm sự một vài cái mình buồn. Thì mình hay đăng lên thì anh này anh thấy mình đang buồn. Cái là anh vô anh hỏi, anh chia sẻ. Thật ra là em canh. Anh ấy tưởng là em đồng ý. Cái anh chụp tay em, anh hôn cái mình cũng lúc đấy là mình đơ luôn, mình cái ủa cái gì vậy ta. Xong có một cái điều mà em rất là ấm ức, đó là đã quyết định chọn em, yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. Có một lần về nhà, bên nhà vợ em á, hỏi là con quen người như thế nào, mô tả em, trời ơi tả cái gì, thì mắt híp một mí rồi cầm lọng rồi tóc thưa rồi các kiểu á chị. Em nghe em không nhận ra mình lòng. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Trời ơi, cái mặt giống nhau quá. Nhưng là sinh ra là để dành cho nhau nè. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chị Cố Thuận. Em tên là Nguyễn Đình Hùng. Em là người sáng tác nhạc thương hiệu cho doanh nghiệp ạ. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 34 tuổi anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Cố Thuận ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Phương Thảo ạ. Em đang là giáo viên âm nhạc, giảng dạy môn cảm thụ âm nhạc và piano cho thiếu nhi ạ. Bao nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ em 28 tuổi ạ. 28. Chắc có lẽ là hai bạn quen nhau trong một cái cơ sở, là trong một cái địa điểm gì đó nó có liên quan đến âm nhạc đúng không? Dạ thật ra thì là em trước đó là em quen một bé học trò ở Đồng Nai. Rồi bé đó thì học chung với vợ em. Trong cái thời gian mà em quen bé đó thì em quen luôn các bạn bè của bé đó. Quen luôn bạn bè của đó. Sau đó là thành hôn với bạn của bé đó. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp cô gái này em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ đầu tiên là em thấy rất là vui vẻ, cởi mở. Còn em sao Thảo? Thì lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ lần đầu tiên gặp thì thấy anh rất là cao mà anh cũng rất là vui nữa. Được cái anh làm về cái âm nhạc mà mình cũng rất thích âm nhạc luôn, nên là hai người giống kiểu rất là hợp á, hát hò chơi với nhau rất là vui. Nhưng mà em có thích ảnh liền không? Thực ra là mình chỉ thích dạng vui tiếp xúc như anh trai chứ mình chứ không có tình cảm gì lúc nào. Lúc nào chưa có tình cảm. Dạ, chưa còn có em tình cảm. Dạ khi lần đầu tiên gặp thì em thích liền. Thích liền. Thích liền nhưng mà em ngỏ lời thì không có chịu. Rồi sau đó là tụi em có chờ đợi nhau không hay là mỗi đứa một hướng? Tức là mỗi đứa có người yêu riêng? Dạ mỗi đứa có người yêu riêng chị. Dạ thực ra là khi mình quen người yêu thì cũng sẽ có cái vã, rồi mình cũng sẽ có những lúc buồn, mình giận dỗi. Thì mình sẽ tâm sự một vài cái mình buồn thì mình hay đăng lên thì anh này anh thấy mình đang buồn. Cái là anh vô anh hỏi, anh chia sẻ. Thật ra là em canh. Ủa sao kỳ, sao lại canh? Lúc đó em có người yêu. Dạ tức là em quen người yêu được hơn một năm, tỏ tình với bạn này không chịu đi, thì em mới quen người yêu kia được hơn một năm, thì lúc đó là em chia tay. Em trong tình trạng FA. Dạ free. Dạ. Em mới đợi bạn này. Xong là canh bạn này. Vâng, khi mà em thấy bạn này buồn thì em mới tỏ tình với bạn này. Hai đứa vào đặt chiếu phim. Thì em mới thì mình đã thích cô này 2 năm trước rồi. Thì mình chủ động mình hỏi luôn, mình hỏi mà em tính hết rồi, cho dù có đồng ý hay không là em có mặc định như là đồng ý rồi đó. Sao cả đúng không? Em nói là làm yêu anh nha. Cái là bạn này bạn thì thầm cái gì á. Thì em chụp tay rồi em hôn tay luôn. Vậy đó. Xong rồi sau cái buổi hôm đó là ngày hôm sau em có cái hình hai đứa đăng Facebook. Là có nhập luôn. Chốt luôn. Dạ, chốt xác định chủ quyền luôn. Dạ. Chịu hay không chịu cũng tỏ tình. Chụp sao đâu, nó chụp vậy đó hả? Ngồi có phản kháng không? Ngồi lúc đấy là ngồi khá gần mà em đang tập trung em xem phim. Anh hỏi cái gì thì em cũng không nghe rõ nữa. Em kêu dạ rồi tính là ra ngoài nghe rõ rồi nói. Anh ấy tưởng là em đồng ý. Cái ảnh chụp tay em, ảnh hôn cái mình cũng lúc đấy là mình đơ luôn. Mình kêu ủa cái gì vậy ta? Xong sau rồi ảnh có đăng Facebook thì ảnh đăng lên á, thì lúc đấy là em với người yêu em chủ trước á là chưa có công khai là mình đã chia tay, mà ảnh đăng hẳn lên một phát một là hầu như là bạn bè của em á là bất ngờ. Bạn bè chung á. Anh ấy có bao giờ mà anh ấy viết một cái ca khúc gì đó để mà tặng cho em không?
Dạ, thực ra là có. Khi mà mới quen chưa được một tháng thì tới cái ngày 20 tháng 10 thì anh bí mật anh sáng tác một bài hát. Mình nghe rất là hay, thì mình rất là tình cảm, nên kêu anh sáng tác tặng em đó, thì em bất ngờ lắm. Đứng hình luôn. Dạ, đứng hình luôn, tại vì mình cũng mới quen mà mình cũng không biết ảnh thời gian rảnh nào mà ảnh lại sáng tác cho mình. Mình thấy ảnh bận suốt à. Vậy là xong hỏi ra thì là ảnh thức đêm, ảnh ngồi ảnh sáng tác bài trong một đêm đó luôn, ảnh sáng tác được luôn. Đâu giờ hát chung đi, hai đứa hát chung cái bài đó cho mọi người nghe đi. Yes. Dạ. Đó. À, em hát một đoạn đầu mà mình không nhớ hết. Dạ. Người yêu ơi, em đến cho anh tình yêu ấm nồng. Tháng ngày em đến bên đời là cuộc đời thêm vui, là bầu trời thêm tươi, anh đến cho em nụ cười. Dạ nhớ đấy. Dạ, nhớ như đó thôi đó. Rồi như vậy thì trong lúc mà chuyện hẹn hò của hai đứa như vậy, nó có những cái kỷ niệm buồn vui gì mà chị sẽ chia tâm sự với mọi người không? À, có một cái điều mà em rất là ấm ức. Ừ. Đó là đã quyết định chọn em, yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. À. Nhưng mà em có tự ái và em chủ động em đòi chia tay không? Nhiều khi giận á. Dạ có, tức là ban đầu thì mình cũng không có gì đâu, mình kệ, không quan tâm, nhưng chê mà quá chê quá nhiều đi. Ờ. Nó thấm 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 dần, bắt đầu tự ái mình nó nổi lên. Mà chê sao, chê sao, em kể cho nghe coi. Chê kỳ lắm. Ờ. Có một lần về nhà, bên nhà vợ em á, hỏi là con quen người như thế nào, mô tả em, trời ơi tả cái gì, thì mắt híp một mí rồi cầm lọng rồi cao gầy rồi. Đúng rồi, cao nghều rồi tóc thưa rồi các kiểu ấy chị. Em nghe em không nhận ra mình là... em nghe không nhận ra mình luôn đúng không? Ê, nhưng mà nè, cái đó là chê, là chê yêu hay là chê mà chê thiệt? Chê thiệt đó anh, phải chê yêu. Chê yêu thì em nó có giận. À. Mà cái đợt đó là giận mà chia tay luôn mà. Em để lại tin nhắn là ok bây giờ thì anh chỉ như vậy thôi. Ừ. Giận bộ anh mà, tự ái vậy. Dốt liếng ông bà, mà, cha mẹ cho tôi có yêu đó thôi. Mà em không muốn thẩm mỹ cho nên là anh quyết định không đi thẩm mỹ, cho nên là chúng ta chia tay thôi. Rồi, dạ, và em có đồng ý không? Thực ra là em chỉ muốn chê như vậy để cho anh tốt hơn thôi. Ví dụ như là anh gầy quá, chê anh cứ gầy như thế này, anh ơi anh đi ăn nhiều vô, anh đi tập gym đi hay gì đó. Em chỉ muốn chê để anh tốt lên, nhưng mà thành ra là anh nghe nhiều á, anh không trả lời lại mình, mà anh cũng im anh thầm lặng, anh hồi anh thân giống kiểu dồn nén lại, mình nói nhiều quá nên anh bục phát, anh tức lên. Cái xong người yêu cũ của bạn này á là tập gym rồi Nam Vương hả? Nam Vương của trường đại học bạn học, rất là nói chung rất là đẹp trai. Sáu múi đó. Dạ dạ, sáu múi. Cuối cùng là chia tay được bao lâu rồi quay lại? Chắc có hơn một tuần một anh. Tuần lý do gì quay lại? Thì thật ra sau đó thì em nghĩ là bạn này chắc còn nhỏ, còn thua, nhà, thua em tới 6-7 tuổi lận. Sau một tuần thì bạn có để đồ ở bên nhà em, thì bạn qua lấy, thì lúc đó em chụp tay lại. Rồi thôi, mình không có chia tay nữa. Vậy á, nói chung là nó cũng đơn sơ mộc mạc á, có làm rất là lãng mạn. Dạ. À, tụi em yêu nhau được mấy năm thì làm đám cưới? Dạ khoảng 2 năm luôn. Dạ, 2 năm. Dạ, dạ. Là bây giờ cưới được cưới được hơn 4 năm rồi chị. Cưới được hơn 4 năm rồi. Dạ. Thì là, bây giờ về nhà thì là có lòi ra những gì, cái tật xấu mà trong lúc yêu mình chưa thấy không? Lòi ra à? Bây giờ bạn này là giờ chị chưa gì chị biết là con nít rồi đó. Tính thì trẻ con nhưng mà lại có một cái tính nó giống như kiểu là gia trưởng đó chị. À. Tức là cái đó là muốn người ta làm theo ý mình. Cứ nghĩ cái gì tốt là bắt mình phải làm theo. À. Em nói đơn giản như em thích ăn mì tôm là em chỉ thích ăn chanh với ớt thôi. À. Cho thịt thà này kia vô là em không có thích. Nhưng mà cứ lần nào làm cho em là làm như kiểu là một cái tô cắm heo á. Làm xưởng rồi thịt em ăn đâu có được. Mà không lẽ bây giờ mình bỏ. Mà tính em thì không thích làm, cũng im thôi, em không nói. Mình ăn mà mình có lúc em chia sẻ, có lúc mà muốn ói luôn. Bỏ thì giận. Bỏ mình tiếc. Tiếc với lại cũng sợ mất lòng. Sao bây giờ, bây giờ vẫn còn, có nghĩa là nhiều cái tính của trẻ con không? Đi chơi ấy chị, là thay vì mình tận hưởng cái chỗ đó, quán cà phê đẹp quá, mình ngồi mình tận hưởng. chụp mà tự chụp không chịu đâu, không chịu đâu, bắt em chụp. Các em chụp, em chụp hoài, chụp đến khi về mệt quá, cái lần sau em không chụp thì lại giận. Là chụp đến nỗi mà không có thời gian trò chuyện luôn. Dạ dạ, đúng không? Bây giờ tới em đi Thảo. Dạ bây giờ anh ấy em có tật xấu gì không, khui đi em. Dạ thực ra là khi lấy về thì rất là vui, nhưng mà có một cái vấn đề em không biết, đó là anh quá đam mê công việc đi, là anh đi từ sáng anh đi tới tối 10 giờ, xong rồi anh còn kêu bây giờ anh còn phải đi ăn với cà phê các bạn, nó 12 giờ đêm anh mới về. Là ở nhà nguyên một ngày em đợi anh, hôm nào mà em rảnh em ở nhà em đợi nguyên một ngày là không thấy mặt chồng đâu hết. Đến lúc về thì lúc đấy em buồn ngủ rồi, là không có tâm sự gì được hai vợ chồng hết, rất là buồn, lúc đấy tủi thân lắm. Nói chung là không quan tâm, hơi vô tâm với vợ. Dạ, đúng không? Còn gì nữa? Dạ, một cái nữa là anh
mê công việc rồi. Cái thứ hai nữa, ảnh về nhà ảnh còn bấm điện thoại. Có nghĩa là ghiền điện thoại. Dạ. Nhưng mà bấm điện thoại là bấm công việc hay là bấm công nghệ hay là chơi game? Vừa công việc vừa nhắn tin bạn bè nói chuyện tâm sự, thì em ngó vô thì cũng thấy à cũng đang bàn việc, nhưng mà ảnh cũng không biết chốt là à bây giờ tới giờ mình bận rồi, bây giờ bữa sau mình bàn tiếp đi. Ảnh bàn hồi có nhiều khi tới 2 giờ sáng vẫn thấy đang ngồi bấm điện thoại. Cô ấy có ghen không? Ừ, có ghen không? Bạn này có ghen mà ghen với bạn trai. Chị nghĩ là vì cái người bạn trai này thực sự là em ghen với công việc. Đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng rồi, em ghen với công việc. Với những người bạn trai là chắc chắn là chỉ nói về công việc, về thế này nọ, thành ra là ghen luôn. Ghen luôn. Rồi còn cái gì nữa không? Anh có một cái tật xấu là hay quên và không tìm được đồ. Một ngày là anh đi ra ngoài khoảng 4 lần thì hết 4 lần anh đi tìm chìa khóa. Anh để đâu anh cũng không thấy, anh kêu em ơi em thấy chìa khóa anh đâu không. Cái là hai vợ chồng lục đục đi tìm quá trời luôn, mà 4 lần là 4 lần như thế. Đó, quần áo cũng vậy, là anh mặc xong anh để đâu anh cũng không biết. Xong rồi hỏi em ơi em tìm giúp anh. Xong rồi hai vợ chồng lại lục đục đi tìm. Có khi nào mà mất những cái món đồ mà do đích thân em mua không? Dạ, cái món đồ mà quý luôn á. Dạ dạ đúng rồi đó. Mất cái gì? À, thường là quần, mất quần mới hay chứ. Mất quần hả? Mất quần ở đâu? Mất quần em không biết mất ở đâu, mất tại vì em mua cho anh. Dạ, em mua cho anh rất là nhiều quần. Tại mấy cái quần lửng lửng ở nhà anh mặc anh rất thích. Một thời gian không thấy anh mặc nữa, kêu hỏi em mua đâu hết rồi. Kêu anh cũng không biết nữa, xong mình cũng đi lục hết các tủ đồ, mình không thấy còn một sót một cái nào luôn. Rồi lúc là không biết là sao? Em mất ở đâu? Thật ra thì là em hay về quê, ba mẹ em ở Đồng Nai. Thì em lên xe thì khi ra ngoài ngoài nhà thì mình mặc như thế này. Nhưng mà khi lên xe có thể mình mặc quần xà lỏng hoặc là mặc áo thun thôi, mình lái xe cho nó thoải mái. Xong rồi mình về nhà mình nói chuyện với mẹ, xong nhiều khi mình vứt đồ nhà mẹ cái mình lên đây cái thì nó lại mất. Mà sao? Cái vụ mà mất quần ngoài là mệt lắm á. Thì đó. Tự nhiên đi đâu mà quên nói. Quần. Sao này rồi anh ấy có hồi nãy anh chê em là nấu ăn á là phải bắt ăn theo ý của em. Dạ, thì ảnh có bao giờ nấu ăn cho em không? Dạ có nấu một lần, đó là món gà kho. Thì em cũng tập trung em xem coi ảnh nấu như thế nào. Thì ảnh chặt những cái miếng gà nó to giống như cổ tay mình vậy đó. Xong rồi ảnh đổ một ao nước vô. Xong mình cũng đang tính nói là anh ơi đổ ít nước thôi, nếu như đổ nhiều như vậy thì nó sẽ lạt nó loãng á. Xong kêu em yên tâm, em nhìn anh làm rất là hay. Xong rồi anh cầm một nắm muối anh ném vô. Xong rồi một lát sau là anh tắt bếp vẫn còn lỏng lỏng nước. Xong rồi em kêu anh đi ngon lắm, anh cắn một phát là vẫn còn chưa chín bên trong nè. Em nhìn một lần em sợ tới đó luôn, em không dám ăn cái đồ ăn. Già luôn. Dạ đúng rồi. Thiệt luôn á. Đó lần duy nhất là. Dạ. Và em mong muốn anh thay đổi gì không? Dạ thực ra là em rất mong muốn anh quan tâm vợ con hơn một chút. Dành chút thời gian công việc, ví dụ ban ngày anh có thể đi làm, nhưng mà buổi tối anh sẽ dành lại một ít thời gian chơi với con, rồi anh tâm sự với vợ những hôm nay anh làm cái gì, anh chia sẻ đi. Anh rất ít chia sẻ, em hỏi cái gì anh kêu chuyện linh tinh ấy mà em, rồi em hỏi làm gì cho em nhức đầu, ý là thế, anh không chia sẻ cho mình. Còn em muốn vợ em thay đổi cái gì? Em thì muốn vợ em bớt quan tâm em đi một chút. Để cho em có một cuộc sống bớt quan tâm em à. Tức là cứ bắt em làm theo ý của vợ. Ví dụ em muốn ngủ dưới đất thì bắt em lên nệm ngủ, mà trong khi lúc đó em thích ngủ dưới đất. Rồi giống như ăn uống hoặc là đi mặc quần áo này kia thì cho em theo cái cách của em. Vợ em thì nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà với cá nhân em nhiều khi em lại muốn khác. Chị hiểu bớt rồi. Vợ em gọi là quan tâm em toàn phần á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cả như về con á, tinh như thần con cả về tinh thần lẫn thể chất luôn á. Đúng không? Một cái người vợ mà phải thực sự yêu chồng mình thì mới có thể làm được cái điều đó. Khi mà cái người đàn ông á ở cái tuổi, tùy lứa tuổi nha cưng, ví dụ như tuổi của chồng em thì lại đang là một cái lứa tuổi mà họ đương muốn tự khám phá họ. Thành ra họ có những cái quan điểm, những cái luận điểm riêng của họ, và họ muốn thử xem là cái điều đó đúng hay không đúng. Bạn này bạn nói một cái câu rất hay là cái điều đó là mình nghĩ là tốt, nhưng đối với bản thân bạn ở thời điểm này là chưa đúng, là chưa tốt. Thì thành ra theo chị, em giảm cái điều đó xuống 50%. Tức là em nên đứng từ xa em bao quát. Khi nào chồng em thực sự cần đến em, lúc đem ra tay. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian bạn cần phải được tự do về suy nghĩ, tự do về tất cả mọi thứ, đúng không cưng? Để bạn muốn xem tôi là ai, mình đang ở cái điểm nào, cái level nào trong cuộc sống này. Còn nếu như tụi em sống với nhau cho đến lớn tuổi, đến bắt đầu là ở cái lứa tuổi mà 50 thì thực sự lúc đó là ông bà cần nhau. Hiểu chưa? Đó, lúc đó là chồng em thực sự cần cái sự chăm sóc đó. Và ngược lại vợ em cũng cần cái điều đó ở em. Ngay thời điểm này là thời điểm mà vợ em á có cái nhu cầu chăm sóc người khác, thì thực sự là bạn cũng sẽ có nhu cầu để người khác để tâm và chăm sóc mình. Nhưng mà bạn cứ cho đi mà bạn không được nhận lại, đến một lúc nào đó bạn cảm thấy là cái điều mình làm dường như là không ai cảm nhận và không ai cần điều đó hết. Khi mà bạn dừng lại rồi là em khỏi lấy lại được cái điều đó luôn.
Em hiểu chị không? Em lên 50, bạn này giảm 50 là gia đình em là ok. Dạ. Xin chúc hai em đó phải luôn luôn nắm tay nhau, yêu thương nhau như thế này mãi mãi trọn đời nha. Dạ. Xin cảm ơn hai em đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Cái này thực tế là kỷ niệm em muốn lưu lại để cả đời, vì cái hình này là cái hình mà Nam làm khi tán em. Nam làm khi tán em. Khi tán tỉnh em á hả? Mà ai cũng tưởng là em vẽ cây đó khi em khoảng 4 tuổi, nhưng mà thực ra em hơn 30 tuổi khi vẽ cây đó. Ai cũng nói là bây giờ thì em đang học tiếng Việt thì phải bắt buộc phải ăn thịt chó và đi tán gái Việt Nam. Thì ai cũng nói như vậy thì em đi theo ý kiến của họ. Thì em ăn thịt chó. Và xong sau đó thì ví dụ như chạy cá lã vọng thì anh ấy tự đi xuống dưới chợ và làm một cái rệt về, làm một cách chuyên nghiệp, bày ra đẹp cực kỳ và phục vụ. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ tay qua họ rất là bẩn nha, là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào là má của con thì hơi vô duyên thật. Những cái đó thì mất vệ sinh. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng son đầu tiên. Hello. Nào em nói tiếng Việt được. Trời ơi, con ném xíu thôi tôi xả một tràng tiếng Tây rồi đó. Nếu chị Dân mà không giảng là tôi nói tiếng Anh không á. Mà tôi nói tiếng Anh là chương trình này mệt nghe, là phải chạy phụ đề dưới. Mà anh thì vẫn phải nói rõ vì ngày xưa thì em học ở miền Bắc. Và giọng của anh là không phải là miền Bắc. Vì vậy thì phải nói rõ cho em hiểu. Chào bạn mình tên là Quốc Thần, còn bạn tên gì? Tên là Nam. Nam. Em cái gì, cái gì Nam em? Tên thật của em bằng tiếng Séc là Ondra. Nhưng mà ở miền Bắc thì người ta rất là khó nói cái đó và gọi em là ông già. Và em đi mới 32 tuổi thì chưa già lắm thì chọn tên là Nam để dễ nói. Công việc của Nam? Em bây giờ làm phiên dịch và cũng thỉnh thoảng thì dạy tiếng Séc hay là tiếng Anh. Và chủ yếu bây giờ làm về du lịch. Thì từ tháng 4 đến bây giờ thì không có quá nhiều việc, thì có thể ở nhà và có thể lo con, lo vợ. Và vợ thì có kinh doanh riêng, cũng phải có thời gian để đi làm. Rồi có nghĩa là đây là ông bố bỉm sữa đó, đúng không? Siêu bố rồi. Nam qua Việt Nam là bao lâu rồi? Bắt đầu học tiếng Việt cách đây khoảng 8 năm. Nhưng mà sống ở Việt Nam mới khoảng một năm rưỡi. Ngày xưa thì sống ở Hà Nội khoảng một năm. Bây giờ thì sống ở Sài Gòn khoảng 2 năm rồi. Tại sao Nam lại thích học tiếng Việt? Em là người Cộng hòa Séc, ở đó có nhiều người Việt Nam. Và ngày xưa thì có một hàng xóm là một cặp Việt Nam. Lúc đó thì Nam khoảng 17 tuổi. Và vợ đó thì rất là xinh. Thì em đã suy nghĩ là nếu nước Việt Nam có phụ nữ xinh như vậy thì chắc chắn nên học tiếng Việt và qua đó và lấy vợ ở đó. Trời ơi! Mới có 7 tuổi thôi đó. Và tôi nghĩ rằng là khi mà cái chương trình này phát, tôi nghĩ là đàn ông trên toàn thế giới sẽ về Việt Nam lấy gái Việt Nam rất là nhiều. Và bởi vì gái Việt Nam chúng tôi đẹp rất là nhiều. Thôi, xin phép em. Tại vì quá bất ngờ với sự xuất hiện của Nam, cho nên là nãy giờ cứ giao lưu với Nam không, mà là chưa giao lưu với em. Bây giờ chào em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Mai, em đang làm thiết kế thời trang. Và em đang có thương hiệu riêng của mình rồi. Thiết kế thời trang hay gì mà một cái đầm rất là đẹp. Cái này thực tế là kỷ niệm em muốn lưu lại để cả đời, vì cái hình này là cái hình mà Nam làm khi tán em. Nam làm khi tán em. Khi tán tỉnh em á hả? Có nghĩa là lúc đấy thì do Nam phải đi về nước, thay vì cứ nhắn tin cho vợ hay là gọi điện thoại thì Nam thì hàng ngày đều vẽ hình như thế này và gửi cho em. Nếu em không ngại anh mời em có thể đứng lên gì mà. Anh ấy làm một cái đầm rất là ấn tượng và rất có ý nghĩa. Nhưng mà ai cũng tưởng là em vẽ cây đó khi em khoảng 4 tuổi, nhưng mà thực ra em hơn 30 tuổi khi vẽ cây đó. Không, nhưng mà thực ra
nhìn nam á là trẻ hơn so với tuổi. Thường là người phương Tây á không uống rượu, không hút thuốc lá, nói chung là không làm gì hư thì chắc chắn là sẽ có vẻ trẻ. Không ăn thịt nữa. Và không ăn thịt nữa. Không ăn thịt. Nói chung là cuộc sống của em rất là chán rồi nhưng mà vẫn trông trẻ thì được. Nam và Mai gặp nhau trong trường hợp nào và lần đầu tiên gặp nhau thì như thế nào, kể cho anh nghe. Lần đầu tiên gặp nhau là ở Sài Gòn cách đây 2 năm, ở quận 7, tự nhiên đi uống sinh tố và gặp nhau. Mai thì đi xe cúp 50 rất là cũ nhưng mà vẽ lên cây đó rất là đẹp và cũng không có trang điểm gì hết, và quần áo thì cũng rất là bình dân bình thường. Và em thì thích cái đó, em không thích những phụ nữ thích mặc sang trọng. Và chính vì vậy thì đã suy nghĩ là ở Việt Nam và phụ nữ như vậy thì chắc là sẽ rất là thú vị. Thì nên tán và cưới luôn. Tán và cưới luôn. Lần đầu tiên ông gặp người ta mà suy nghĩ là tán và cưới luôn. Nhưng mà khi mà em quyết định về Việt Nam để mà em tìm một cô gái như cái em mong muốn á, thì Mai có phải là người phụ nữ đầu tiên? Dạ, không. Trước đó thì em đã học tiếng Việt ở trường đại học xã hội nhân văn ở Hà Nội. Thì ai cũng nói là bây giờ thì em đang học tiếng Việt thì phải bắt buộc phải ăn thịt chó và đi tán gái Việt Nam. Thì ai cũng nói như vậy thì em đi theo ý kiến của họ. Thì em ăn thịt chó. Nhưng mà bây giờ không ăn thịt chó nữa vì sợ kiếp sau sẽ sinh ra những con giun thì không muốn cái đó nữa. Đó, mấy người ăn thịt chó nghe đi nha. Nhưng mà thì ăn thịt chó ở đó và cũng thử tán gái Việt Nam ở đó. Nhưng mà ở miền Bắc thì nói chung là ai cũng xinh nhưng mà hơi dữ. Vì ở đây có Hà Đông thì có nhiều sư tử, ở Sài Gòn không có Hà Đông thì trời không có sư tử. Quá dữ, quá dữ. Nhưng mà sao lúc mà em tán mấy cô gái Hà Nội, sao em không lấy vợ Hà Nội? Chúng là lúc đó thì vẫn trẻ và một lần thì bị bỏ. Sau đó thì quyết định là không tán người Việt, con gái Việt Nam nữa. Nhưng mà tự nhiên thì vào miền Nam và nhận ra là phụ nữ miền Nam thì dễ thương hơn nhiều và lấy vợ miền Nam thì chắc là thương hơn. Em có biết được cái việc là trước khi mà anh quen em là anh cũng đã từng tán mấy cô ngoài Bắc đúng không? Có chứ. Và anh ấy thì có một người kỷ niệm rất là vui bởi vì anh ấy được gọi là Tây nước mắm. Cái gì? Tây nước mắm à? Tây nước mắm. Vì anh ấy bị bạn gái đầu tiên đổ nước mắm lên đầu. Thiệt không? Vì chia tay rồi và sau đó thì gặp nhau với bạn gái mới thì chắc là ghen tị một chút. À, là bị đánh ghen đó phải không? Dạ. Nước mắm thì ngon mà thì không sao. Nhưng mà khi mà em gặp Mai á là em quyết định em thay đổi cái suy nghĩ là em lại tiếp tục quen với lại lấy con gái Việt Nam nữa. Lý do vì sao? Vì vợ kia rất là độc lập, gọi là hạnh phúc nữa, nhưng mà không biết. Trời ơi. và nói chung là em thì cố gắng giúp ở nhà, ví dụ là dọn dẹp một chút, nấu ăn, lo con. Nhưng mà cái đó thì ở bên Tây, nếu không làm cái đó thì sẽ bị phê bình, sẽ bị chửi. Nhưng mà ở đây không làm là chuyện bình thường, nhưng mà khi làm ở đây thì sẽ được vợ khen. Và cái đó rất là tốt. Vì em thì quen làm việc ở nhà vì ngày xưa có bạn gái Tây. Nếu không làm thì bạn gái sẽ khó chịu và cuối cùng thì sẽ bỏ. Em nè, lúc mà em gặp chồng á, em có cảm thấy yêu liền không? Thì mới ban đầu em gặp, lúc đó thì em vẫn chưa nghĩ là hai đứa sẽ đi sâu hơn và kết hôn. Thì em chỉ nghĩ là ồ, anh này mà làm chồng mình được thì hay nhỉ. Tại vì hài hước quá và lúc nào em cũng cười. Và sau đó thì em nói là hay quá, thì em muốn cưới người này luôn.
Là... Tức là sau cái bữa mà gặp nhau ở quán Sinh Tố, là anh chủ động qua anh nói chuyện với em. Nói chuyện là hai người là bắt đầu sau đó là có liên lạc với nhau và đi chơi với nhau đúng không? Dạ, nhắn tin, anh ấy cứ nhắn những cái tin cực kỳ buồn cười. Ví dụ? Anh ấy sử dụng những cái thành ngữ hoặc là những cái câu của Việt Nam rất là chuyên nghiệp. Ví dụ giống như là buồn như con chuồn chuồn hoặc là dạng như vậy. Chê em vào rất là nhiều những cái đó và khi em đọc đến là rất là ngạc nhiên, là em cảm thấy nó rất là thân thuộc. Như là mình đang nói chuyện với một người Việt thật sự mà người Việt hài hước. Bởi vì nó vừa có cái gì đó ngây thơ mà nó vừa có gì đó rất là hay. Thì sau đó thì em cứ nhắn tin rồi cứ cười. Cái em làm việc chung với em ấy, thì em ấy nói sao chị suốt ngày giống bà điên mà cứ cười như vậy. Thì lúc đó là dấu hiệu tốt. Thì em nghĩ là thôi không đi tìm chồng gì nữa hết đó, thì chồng đây, đây rồi. Nhưng mà ai chủ động đề nghị làm đám cưới? Thì tự nhiên thì Nam nói là bọn mình cưới nhau đi. Thì em nói cũng hay, cưới đi. Bao lâu? Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng 1.5 năm. Như vậy cái chuyện tình yêu quá đẹp như vậy chắc là sau khi lấy nhau rồi là chắc cũng không có gì phàn nàn đâu ha. Chắc là cũng không có tật xấu đâu. Cười suốt ngày à? Cười suốt ngày. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là có một cái sự thay đổi gì ở Nam không? Em không bị cái gì bất ngờ hết mà chỉ có những cái tính tốt. Thì em không nghĩ đến thì em bị bất ngờ bởi những cái đó thôi. Thì coi như Nam không hề có tính xấu nào hết. Loại tính tốt ra. Ôi trời. Dạ đúng rồi. Chắc phải thay đổi format quá. Trước khi cưới thì Nam không có loại cái tính là biết nấu ăn rất là ngon ra. Mà chỉ có loại cái là làm bánh rất là ngon. Nhưng mà đến khi bây giờ khi mà có con thì hàng ngày buổi sáng Nam thường hay hỏi em là mai muốn ăn gì. Và xong sau đó thì ví dụ như chả cá lã vọng thì anh ấy tự đi xuống dưới chợ và làm một cái rẹt về, làm một cách chuyên nghiệp, bày ra đẹp cực kỳ và phục vụ. Mà Nam kể chuyện đi chợ coi, ví dụ như đi chợ Nam có dễ bị ăn hiếp không? Tức là bị nói... Không, vì bây giờ đi nhiều và ai cũng biết Nam rồi và biết là nói tiếng Việt rồi và biết là nếu chém thì em sẽ đi chỗ khác và không mua của cô ấy nữa thì... Mà Nam... Chung là nhưng mà Nam có trả giá không? Bây giờ thì ở đây không lấy thách nữa. Ngày xưa ở Hà Nội thì bị nhiều như thế. Mặc cả. Phải mặc cả nhiều và ví dụ là mua của một cô 10 ngày và mỗi ngày thì phải mặc cả hết. Nhưng mà ở đây thì không, thì làm khách quen rồi và bình thường thì được giá tốt hơn vợ luôn. Đồ! Nói nhưng mà có hay nói chuyện với các bà bán cá, dạ. Với mấy chị bán rau, mấy dạ, mấy nói chuyện với họ nhiều nhưng mà họ chửi bậy hơi nhiều. Rồi bình thường thì là ở nhà Nam chắc có lẽ là Nam chăm sóc em bé nhiều. Dạ, thì có hai ca, nhà ca đêm là của Mai và ca buổi sáng là của em. Thì từ khoảng 5:30 thì em dạy và em cho con bố em đi chơi với con và lo con đến 10:00 cho vợ ngủ được. Và như vậy là cả hai đều không mệt lắm. Đúng rồi. Vậy là em cho con bú sữa mẹ hả? Dạ em bé bú hoàn toàn là sữa mẹ. Vậy hay quá. Sau đó thì em bé bú cả đêm với em và xong sau đó thì trước khi đi ngủ lại thì em vắt sữa ra cho Nam. Mà Nam em có thấy vợ em cái ngoại hình á có thay đổi nhiều từ trước khi sanh sau khi sanh có thay đổi nhiều đúng không? Đúng rồi, giống như là tại sao lấy vợ tay vợ châu Á và không lấy vợ Tây? Về phụ nữ Tây thì sau khi sinh thì béo lên nhiều và phụ nữ châu Á bình thường thì đến 50, 55 tuổi thì vẫn rất là xinh và vẫn rất là gầy. Thì như vậy là cơ thể của Mai thì gần như là không thay đổi và bây giờ người ta gần như là không biết là Mai mới sinh con. Đây là lần đầu tiên em làm cha thì những cái gọi là chăm sóc cho con mình, ví dụ như là hay bỉm cho em bé thì em có sợ không? Nói chung là trước khi có em bé thì sợ vì là thầy tả. Nhưng mà sau khi có em bé thì nhận ra là cái đó không thối lắm, nhà không bẩn lắm. Thì nói chung là chắc là sau khi em bé bắt đầu ăn như là bún đậu, mắm tôm thì chắc là sẽ thối lắm. Bây giờ vẫn chưa. Con em là con trai con gái? Con gái. Thường thì người Việt Nam á là thấy trẻ con người ta rất là thích, nghĩa là tới nựng và thậm chí tới bồng. Dạ. Em thì em có ngại không? Mà em thì một phần thì thích cái này vì ở bên Tây thì những mẹ Tây thì hơi gớm, nhưng không cho chồng chơi với con. Nhưng mà ở đây thì ngược lại thì
em bé thì sẽ được tiếp xúc với nhiều người thì không sợ lạ nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ tay qua họ rất là bẩn nha, là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào má của con thì hơi vô duyên thật. Nhưng cái đó thì mất vệ sinh. Thì em phải nói là đừng chạm vào mặt của con tôi gì đó như thế vì cái đó không thích. Vì nếu hỏi trước hay là chỉ là vẫy tay gì đó thì cái đó không sao. Nhưng mà thật ra nếu mà nói mà để mà mình ngăn ngừa đó thì nó lại rất là khó cho bản thân mình. Là bởi vì người Việt Nam và nhất là những người lớn tuổi người ta lại thích thể hiện cái tình cảm của mình dành cho trẻ con. Nhưng mà mặt khác thì ví dụ là em bé thì có ở đây và ai đó đó thì tự nhiên chăm sóc nó và em rất là thích cái đó vì ở bên tay cái đó rất là phức tạp. Hồi nãy thì anh có hỏi cái tật xấu của Nam thì Mai nói là không có. Thế thì bây giờ anh hỏi ngược là Nam, Mai có tính xấu không? Chúng là cũng ít. Ít nghĩa là có. Dạ, nhưng mà nói chúng là thỉnh thoảng thì có cái vấn đề là giận lên thì sau đó đi trốn và ra khỏi nhà luôn. Và cái đó thì hơi bất tiện vì trong thời gian đó thì em cứ suy nghĩ là thì em đã làm gì sai hay là tại sao là vợ không nói chuyện với em. Và nếu vợ nói trực tiếp có vấn đề gì thì có thể giải quyết và sau đó thì mất nhiều thời gian trước khi giải quyết cái vấn đề đó. Tức là hay giận đúng không? Giận không, thì không nói. Vì khi em biết là giận thì mất khôn. Và em thì chắc là sẽ mất khôn cho nên là khi giận thì em đi ra ngoài suy nghĩ và cố gắng suy nghĩ tích cực về cái gì mà anh ấy đã làm. Thì tự nhiên nó hiểu hơn và bắt đầu là nghĩ là mình làm gì sai và sau đó thì quay lại. Nhưng mà quay lại thì vẫn giả vờ giận nhưng mà khi quay lại thì chồng thì lại tự nhiên thấy đi dọn dẹp nhà cửa. Và sau em nói trời ơi dễ thương thế. Và sau đó thì không chịu nổi nữa và nói chuyện với nhau. Thế bây giờ Nam mong muốn Mai cần thay đổi điều gì? Này chính là nếu thay đổi cái đó được thì quá sướng, nhưng mà như thế là quá lý tưởng rồi. Thì không có gì xấu hết thì cũng hơi chán nha. Cái đó là bình thường mà. Quá thật lòng. Là ở bên Tây thì người ta nói là đàn ông làm cái gì sai thì phụ nữ giận thì đàn ông xin lỗi. Và phụ nữ làm cái gì sai thì đàn ông giận, sau đó phụ nữ giận và đàn ông phải xin lỗi lại. Thì như vậy là hơi bất công, nhưng mà cái đó là nếu sinh ra như đàn ông thì quá sướng rồi vì không cần đẻ con nhỉ. Và vẫn là cuộc sống của đàn ông thì dễ hơn phụ nữ nhiều. Thì ít nhất là đàn ông nên chấp nhận cái này và chịu cái đó. Qua cái câu chuyện của vợ chồng Nam với Mai á, tôi rất muốn là cái số này á, nếu như quý vị khán giả nào xem và share ra trên Facebook, trên mạng cá nhân của mình để cho cái sự lan tỏa nó rộng, để mà những người đàn ông Việt Nam á, nên có những cái suy nghĩ như Nam đây. Lúc nào cũng cảm thấy rằng cho dù rõ ràng là Mai ở trong một cái gia đình với sự thương yêu của người chồng như thế này, nhưng mà bạn Nam vẫn còn cảm thấy là cái người phụ nữ vẫn còn bị thiệt thòi quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì phải sanh con nè, phải nuôi con nè. Đó thì tôi rất là xúc động với cái tình cảm và cái suy nghĩ như cái nhìn của Nam đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Thì với cái gia đình của hai bạn này thì cũng chỉ biết là chúc hai bạn sẽ hạnh phúc hoài. Và rất cảm ơn cái tình cảm của Nam đã dành cho chương trình cũng như là dành cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam và cho Mai, cho người vợ của Nam. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Cái dù, em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui được? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng. Và đúng là cố gắng luôn đó. Rồi là chưa có gì hết. Đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó. Khó lắm. Cái về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước. Ủa làm sao? Xí. Em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ. Em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba ở trong cái câu chuyện này. Chỉ có mẹ hỏi mẹ thôi. Mẹ cũng bó tay, hỏi ba.
Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Mời hai em. Mình thấy cái đơn là mình thấy có vấn đề rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Lời đầu tiên thì xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Đàn thì mình sẽ có hát nữa, tại vì em đàn không có hay, em hát thì cũng không có hay. Nhưng mà hai cái đó hợp lại thì nó đỡ dở hơn. Nó đỡ thì... xíu. Dạ. Nhưng mà cái đối tượng mà em phục vụ chính là ai nè? Dạ, bà xã. Đó. Dạ. Rõ ràng. Để chi biết không, để lúc em đờn là em được quyền nhìn thẳng vô mắt bà xã. Thực ra thì khi mà đàn thì em cũng không có cần nhìn đâu. Tại vì cái bài hát mà em viết á, thì cũng là viết về bà xã. Trong lúc em lên dây đó, chuẩn bị đó, thì bây giờ mời em. Bây giờ em giới thiệu em một chút. Vừa xong một cái là tiếng đàn cất lên liền. Đúng rồi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và tất cả những quý khán giả xem chương trình này ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Ngọc Châu, thì em đang làm CMO là chuyên môn cho văn phòng đại diện của Viện Tế bào gốc ESL Bio. Chào mời em. Dạ, hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh, em tên là Nguyễn Thái Dương. Thì các bạn học trò của em hay biết là em hay dùng âm nhạc để mà đưa vô bài học để mà dạy. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có dùng âm nhạc để đưa vô bài học, mà mình chỉ nói về tình yêu, tình yêu. Gia đình thôi. Là Dương nhiêu tuổi rồi cưng? Hôm nay em ngót nghét 30 rồi. Ngót nghét 30 rồi. Dạ, éo quá. Sáng 5.000 xôi, chiều 3.000 trà đá. Còn Châu thì sao? Châu. Em ngót nghét bằng Dương. 29. Thôi bây giờ em đàn một bài để cho anh chị ké. Ké, đúng rồi. Dạ, nghe ké cái coi. Dạ vâng, em rất là hân hạnh. Thì cái bài này nó tên là cái bài Tự nhiên. Tự nhiên hai người chẳng quen biết nhau mà có thể trò chuyện suốt đêm thâu. Tự nhiên hai người nào thân thích đâu mà trái tim chung nhịp cầu. Tự nhiên hai người từ hai xứ sở chẳng biết sao lại gặp gỡ. Tự nhiên hai người hai quê xa lạ giờ sống chung một nhà. Lạ thật đấy, lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ô lạ thay, ô lạ thay, tự nhiên ta tâm đầu. Ô ngộ ghê, ô ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Tự nhiên hai người từ đâu khiến xuôi lại chia ngọt sẽ bùi. Một khi có người sầu lo chẳng vui, người kia cùng với nụ cười. Tự nhiên bên đời anh đây có thêm người thân ấy là chính em. Tự nhiên trong nhà anh ấy có thêm người anh sớm về mỗi đêm. Lạ thật đấy, lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ô lạ thay, ô lạ thay, tự nhiên ta tâm đầu. Ô ngộ ghê, ô ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Cái bài hát anh hay quá em ơi. Dạ rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Bài rất là dễ thương. Anh rất muốn biết hai vợ chồng em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào. Dạ, vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là em đại diện cho lớp em và chồng em đại diện cho lớp chồng em làm MC trong trong cái chương trình gọi là truyền thống khoa về sinh học. Tụi em cùng trường, cùng khoa, chỉ khác lớp thôi ạ. Chắc là em gặp cô này là chắc là không bình thường nào đúng không? Cũng không có bình thường. Trước khi mà lên sân khấu làm MC á, là em thế cho một người bạn. Chắc vợ em không dám nói đó chứ. Vợ em về kể lại, trời, lần đầu tiên gặp anh á, em thấy cái gì đó nó dơ dơ.
Tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà. Cái này chắc cũng xin lỗi các bạn tự nhiên, chứ thực ra mà nói mình là cũng là người tự nhiên. Thì mình thấy sinh viên tự nhiên nó tự nhiên quá. Không có chú ý về cái cách ăn mặc, đầu tóc, không có chú ý gì hết trơn. Ngày xưa tóc em nghệ sĩ để cái mái mà nó che hết nguyên khuôn mặt mà mồ hôi mồ kê mình, đúng là dơ, đúng là dơ đó. Dơ thì móc móc cũng cũ. Dạ đúng rồi, nhìn nó dơ dơ lắm. Còn em thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá. Em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ bỏ vô quần. Thời của em cách đây 10 năm không có ai vậy hết. Em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không? Dạ không. Nó không phải là đùng một cái mà mình thấy là nó bất bình thường, mà nó sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ. Thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình. Nãy giờ Dương kể thì các anh chị cũng nghe là em là có bị bệnh là điệu bẩm sinh đó, nghĩa là em rất là điệu. Cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với Dương là vì em điệu hơn các bạn. Chương trình người ta có 3 tiếng à, mà tụi em thống nhất là mặc 3 bộ đồ. Ban đầu Dương đề nghị thì rất là mắc cỡ, sợ dạ. Em không chịu, nhưng mà em nghe 3 bộ đồ em mừng quá. Tại vì mình được điệu. Dạ đúng rồi. Thích quá, cho nên đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là mình rất là thích đẹp, mình rất là thích chỉnh chu. Vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á? Thì có một lần em nhắn tin với Dương là em đi làm về tối. Thì Dương nói là sẽ đón em về. Cho nên là Dương chở em về thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở. Thì đó lần đầu tiên gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau bên ngoài. Lúc đó là có tỏ tình luôn không Dương? Chưa anh, chưa. Cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm. Cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel. Ngày Noel năm rồi, ngày anh vừa rồi chính là kỷ niệm 9 năm. Ủa? Ngày quen nhau. Wow. 9 năm. Dạ. 9 năm luôn. 9 năm quen nhau. Rồi, tới giờ nè, tỏ tình có gì đặc biệt không nè? Em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy. Lúc cảm nhận của em sao đó, tại sao không tặng là con chim sơn ca? Đúng rồi đó. Hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Nói chung là mình nhận trong lòng rồi nhưng mình không nói ra. Không nói thành lời luôn. Dạ. Coi như là chấp nhận, em cũng hiểu là bạn này đồng ý thôi. Dạ đúng, nhận quà mà chị. Như là ngày xưa không có nắm tay nhưng mà có có hôn gió được không? Dạ có. Hôn gió hả? Dạ. Trời đất, có hôn gió bà nội ơi. Vậy hả? Vậy hả? Trời ơi là trời. Rồi cái nấc thứ nhì là bao lâu thì em mới được nắm tay, rồi em mới được đặt cái đặt cái bờ môi của em lên gò má của chị? Chắc cũng phải cả tiếng sao. Lâu quá. Lâu quá, chị tưởng nó nói là tháng sau hay năm sau. Không, mình cũng nghĩ vậy luôn á. Dạ, hôn tóc, hôn tóc. Tóc thôi. 2 tháng sau. 2 tháng sau là mới hôn môi. À, hôn môi. Hôn má thì em chồng không... em là hay quên á. 2 tháng sau là hôn má, 6 tháng sau mới hôn môi. Rồi đó. Nhưng mà có lúc nào mà giận hờn nhau đến độ phải đứt đoạn không? Dạ, giận một lần. Em cũng không nhớ lý do tại sao, nhưng mà cũng giận nhau một tuần. Cũng cảm thấy là buồn, là tổn thương lắm. Nhưng mà cũng do là tụi em quen nhau từ ban đầu là lý trí đi trước tình cảm. Thành thử ra là suy đi nghĩ lại thì cũng không có ai hợp với mình bằng người này. Rồi bên này họ cũng nghĩ vậy. Cho nên nó là ráng lắm mới được một tuần, giận nhau mới được một tuần. Rồi xong đó là quề luôn. Dạ. Và êm đềm cho tới ngày cưới luôn. Rồi. Vậy là hai đứa giữ gìn với nhau cho tới ngày lấy, ngày làm đám cưới luôn. Dạ, dạ. Đúng rồi. Như vậy là trước đó là cũng không sống thử, không gì hết luôn. Tụi em làm ăn chung, rồi chung rất là nhiều cái về tiền bạc tất cả mọi thứ. Nhưng mà chỉ là giữ gìn cái chuyện quan hệ thôi. Em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui dữ? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Dạ chớt quớt. Chớt quớt luôn. Là do ông xỉn. Thì hai đứa tỉnh quá nên mới chớt quớt. Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng. Và đúng là cố gắng luôn đó. Rồi có cả lo sợ nữa. Rồi mình cảm thấy mình cái này mình chia sẻ kiểu đàn ông như không sao cả anh Thuận. Kiểu là chưa có gì hết. Đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó. Khó lắm. Khi về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước. Ủa làm sao em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ. Em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba ở trong cái câu chuyện này. Chỉ có mẹ cũng bó tay. Hỏi ba. Còn bạn này mới hỏi mẹ nè. Rồi hỏi chuyên gia nữa. Nghĩa là bà trong đó em cũng thấy sao mình dở quá vậy. Cái này gì đó do mình không?
Thí dụ như mình ảo ảo cái là được rồi. Ừ. Nhưng mình sợ. Mình sợ chỉ đau. Ừ. Tức là mình cứ không có, cứ sợ quần, sợ quần. sợ quần hoài. Thôi rồi cuối cùng cũng ráng và cũng được 3 tuần, gần tháng sau. 3 tuần sau mới có đêm tân hôn. Dạ đúng. Đúng rồi. Nghĩa. Trọn dạ, vẹn, đúng nghĩa. Ừ. Còn em sao, có về hỏi mẹ không? Dạ không, em thì em cứ im lặng thôi. Nhưng mà rồi á, trong 3 tuần lễ mà sợ quần chưa đâu vô với đâu á. Dạ. Em có bị hoang mang lo sợ không? Dạ không, em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan á, với lại là em lo đi chơi, em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật. Tức là trong 3 tuần trăng để chuẩn bị lên kế hoạch á anh thì không được. Nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi. Rồi xong rồi đi ăn cái đó là dính luôn. Dính bầu luôn, bầu luôn. Oh. Một lần duy nhất và từ đó là chỉ vậy, là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ, mà đẻ con xong là phải kiêng nữa. Ờ. Là coi như tổng cộng 2 lần. Trời. Tụi em chỉ mới tân hôn đâu đó chừng 5 đổ lại đây. À. Mà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi rồi anh. 3 tuổi dạ. Là em. Dạ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta đến sang với cái phần là rất là hấp dẫn nha. Nãy giờ anh thấy chồng em á nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn, rất lịch thiệp vậy. Không biết anh ấy có nhiều tật xấu không ạ? Chồng em thì hay bề bộn, nghĩa là về là giày bỏ nơi, vớ bỏ nẻo. Cái bàn làm việc của chồng em á, mà nó sạch được quá 3 tiếng là em phải làm mà tiệc chúc mừng á. Vì lên ngồi cái là nó cũng lâm hết à. Có nghĩa là ông để, ông quăng sách vở để. Dạ. Bừa bộn đúng không? Dạ đúng rồi, cái ba lô chồng em mà mở ra là coi như là giống như túi Doraemon, không thiếu cái gì hết. Nhưng mà em thì được cái là em thoải mái, cho nên đó là chồng em dậy thì em cũng thấy thoải mái. Ok luôn, không sao hết. Hai vợ em chồng em mà đi du lịch về là hai cái vali, là cái vali bỏ chỗ này, cái vali bỏ chỗ kia, rồi cứ lôi đồ ra mặt hết thì cất vali thôi chứ cũng không. Nhưng mà em có bừa bộn không? Dạ. Em có bừa bộn giống như ảnh không? Em thì em không bừa bộn như ảnh, nhưng mà em cũng không phải là người quá chi ly trong trong mọi thứ. Ừ. Còn còn gì nữa nè? Ừ, còn thật xấu gì có giống Nobita không? Dạ, quên chồng em là sao? quên số 1 luôn, nhưng mà may quá em số độc đắc. À. Em quên giỏi hơn chồng em. Quên hơn, quên. Dạ. Tiếp tục nè. Chồng em cọc nhưng mà em có thuốc trị. Thật ra là chồng em cọc thì em giả ngu, giả ngơ, coi như không biết gì hết. Xong rồi lấy hồi là quên luôn, thế là xong. Quên là mới cọc luôn á. Thật sự luôn là kể tính tốt thì em kể rất là nhiều. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Em thì em thấy như vậy là được rồi. Quá dạ. Tốt. Dạ. Dạ. Tới em đó Dương. Nói chung thì em cũng có một cái hội bạn thân, là cái nơi mà em hay chia sẻ những cái tật xấu của bà xã. Mấy bạn em cũng có bà xã hết, về kể với nhau thì mới phát hiện một điều, đó là cái tật xấu của mấy bà xã của mình thực ra nó ai cũng có. Y chang dạ. Luôn á. Cái đầu tiên là cái mà em cảm thấy khó chịu nhất, nó làm cho em nhiều cảm xúc tiêu cực nhất, đó là cái chuyện mà phủ nhận tất cả những cái gì mình đã làm. Cái này nói được không ta? Chồng đi làm về thì phải đưa tiền chợ. Đó, đưa đường chợ, đi đường chợ, đi đường chợ vậy. Nhưng mà mỗi lần mà giận lên chút xíu như là anh không có lo gì được cho em hết trơn. Anh không có cho em có đồng nào hết trơn. Đó kiểu vậy. Là quên, nó bị tính hay quên. Cầm tiền xong mà không nhớ mình cầm tiền của ai luôn. Dạ đúng rồi. Xong cái đó mới đưa hồi chiều kia. Đó bây giờ kể nữa. Có chút xíu vậy mà cũng kể nữa. Kể quá trời kể luôn. Đó kiểu vậy. Rồi một cái ha. Rồi cái thứ hai đó là cái này gọi là quy tắc con số 4 mà mãi tới bây giờ em mới học được, chứ ngày xưa đâu có biết. Cho nên là luôn luôn gặp rắc rối. Mỗi lần mà giận nhau ấy, bả nằm xoay vô tường. Còn em phải nói em ơi cho ôm cái nha, thôi đừng có đụng vô, thôi cho ôm cái đi mà, thôi đừng có đụng vô. Mình muốn ôm rồi đó, cái vợ mình mới nói không, cái này em nghiêm túc, tại vì bây giờ em mệt á. Nếu mà anh cứ đụng vô người em như vậy nhiều á thì em sẽ không có ngủ được. Cho nên là nếu mà anh muốn á thì nói chuyện sao bây giờ không đụng vô em. Nghe nghiêm túc quá, em tưởng thiệt. Cái thế là em ngủ luôn. Cái sáng mai tại sao anh không ôm em? Cái em, ủa anh ôm có được đâu. Không được, anh phải nhớ quy tắc con số 4. Phải năn nỉ 4 lần. Tới cái lần thứ 5 mà em vẫn như vậy thì mới là thật. Đó thì đó là cái mà em học được thì có như sao đó là bớt cái xuống 2 lần cho đỡ mệt. Bớt xuống đi, ta đi chợ ta còn trả giá mà. Chứ nhiều khi mình thoải mái quá cũng đâu có đường chị. Nhưng mà mình bây giờ phải làm nư chứ. Từ cái con số 4 nó lờn. Số 5, số 6 này kia là có nhiều cái chiêu trò khác nữa, cái đó là cái thứ hai. Này lại có lần em mệt nữa nè. Có một ngày đẹp trời nọ, cái tự nhiên cái cảm thấy khó ăn khó ở, cảm thấy hay cáu gắt. Lúc đó mình biết là giận rồi, mình cảm nhận được. Cái mình hỏi em giận anh gì hả? Đâu có giận gì đâu. Sau mãi sau này mình mới biết là ồ, hình như đã lâu rồi mình
không có chuyện ấy. Cái lúc đó là lúc mới cưới, cũng lo toan nhiều thứ lắm, rồi mới dọn ra riêng có rất là nhiều gánh nặng phải lo, mà đùng cái có bầu nữa. Cái nói, à trời ơi, thì ra là cái chuyện đó, cho nên là mới khó nói đó chứ. Sau đó hiểu rồi thì lâu lâu em cũng mạnh dạn, mà bây giờ chủ yếu là em đòi nhiều hơn. Rồi bây giờ có mong muốn, mong muốn thay đổi điều gì? Dạ, thay đổi gì không? Muốn thôi, chứ cũng hiểu là cái hoàn cảnh nó cũng khó. Tức là sáng sớm vợ nấu cơm, mình ăn cơm chung, vợ ở nhà chơi với con hết đi, mình đi làm được rồi, còn vợ đi làm cho vui, một ngày 4 tiếng thôi, một ngày 8 tiếng thôi đó, rồi còn lại thì mình lo hết, thì cái đó là cái mong muốn của em. Nhiêu thôi chị thấy vậy nè, chị có cảm giác thôi là hình như tụi em còn có một cái gì đó nó vẫn còn giữ kẽ với nhau á. Mặc dù là mình đã quen nhau tới 5-6 năm rồi, mình ở với nhau 3 năm rưỡi rồi, nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn một cái gì đó nó chưa phải là một, nó vẫn còn cái sự giữ kẽ. Giữ kẽ với vợ, giữ kẽ với chồng và giữ kẽ với mọi người xung quanh. Đó, thì giữ kẽ với người xung quanh là ok, là cái điều đó là nên phải bắt buộc. Nhưng mà em biết không, vợ chồng nó có cái vui lắm. Khi mà em đã vượt qua được cái điều mà giữ kẽ với nhau á, thì chị nói thiệt với em là cho đến thời điểm đó thì cái mảnh ghép kia, cái nửa kia mới chính thức là một nửa của mình. Nó khớp á, nó vô cái ngàm nó khớp. Và tự nhiên mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà xấu xí nhất mà mình cần phải ém đi, mình cần phải gì cho mọi người đừng có thấy, là mình chỉ có xả được với chồng mình thôi. Và ngược lại, chồng chỉ có xả được với mình. Nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng lắm. Không, cái đó chị nói nghiêm túc, em cứ thử đi. Tại vì cái người mà đi với mình đến cuối cuộc đời là chồng, là vợ mình thôi, chứ cũng không có ai. Nếu mà mình thực sự là một nửa của nhau thì thành ra em thử cái cảm giác đó đi. Tức là tụi em đã rất nhiều những cảm xúc rồi, cái cảm giác rồi, bây giờ tụi em tận hưởng thêm một cái cảm giác đó nữa, là không giữ kẻ với nhau nữa. Đó là muốn là anh đó, ví dụ nha, đó, lâu lắm rồi đó. Ví dụ vậy, chị nói vậy, không cần phải nói xa nói gần, không cần phải tự hiểu. Em hiểu chị không? Không cần phải tự hiểu, tại vì như vậy nè, những cái đó nó sẽ làm cái hưng phấn của chồng em nhiều hơn. Hoặc ngược lại nha. Tự nhiên ủa trời, bà rất cần đến mình, bà nghe là hiểu, bà rất là mê mình, bà rất là muốn mình, là tự nhiên cái hưng phấn nó nổi lên, đúng không? Đó, và ngược lại chồng cũng vậy đó. Đó thì chị góp ý vậy thôi. Em có vậy không? Có luôn. Không có. Bởi vì mấy hai đứa liên tiếp đó. Anh hy vọng là sau chuyện này về thì các em nếu như vẫn còn có cái gì mà chưa có thật sự là có thể tỏa ra hết, bung xòe ra hết á, thì hy vọng sau chuyện này về thì hai vợ chồng sẽ không còn có một cái gì đó kẻ, không có gì cái gì đó giữ nữa hết. Nghe, cứ nói hết nghe. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều.